Di động Nhật Nam xin chào bạn. Chúc các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thành công trong công việc. Thì hôm nay Nhật Nam quay trở lại với các bạn với một cái clip để giới thiệu về iPhone 6S Plus đây. Như các bạn cũng đã biết thì ngày hôm qua Nhật Nam về hàng rất nhiều nhưng mà tối muộn rồi nên cũng chưa có thời gian để kiểm tra được hết tất cả những cái sản phẩm mà đã về hàng. Là thứ nhất, thứ hai là cũng có những cái sản phẩm nó chỉ có ít cái thì Nhật Nam cũng chưa có làm cái clip để view và báo giá cho bạn. Thì đây, cái sản phẩm 6S Plus 6 16GB này thì nó khá là nhiều, về được 16 máy nên Nhật Nam làm cái clip để view kỹ cái ngoại hình cũng như là cái mã máy, xem là mã sản xuất cho vùng nào rồi báo giá cho các bạn để các bạn tiện mua nhé. Nhưng trước tiên thì Nhật Nam cũng xin phép các bạn một chút thời gian để nhắc lại về cái vấn đề là hình thức mua hàng cũng như là đặt cọc bên Nhật Nam. Thì hình thức mua hàng thì có hai hình thức. Một là các bạn đến trực tiếp để xem và mua máy ngay tại cái địa chỉ mà ngay sát chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đó là cửa hàng của Di động Nhật Nam. Còn những bạn ở xa, nói chung là xa trên mọi miền tổ quốc luôn, Nhật Nam bán trên toàn quốc luôn, 64 tỉnh thành luôn, ship COD qua Viettel. Thì những bạn ở xa mua hàng như thế nào? Các bạn sẽ đặt cọc cho Nhật Nam một cái thẻ cào 50.000 hoặc là chuyển khoản 50.000 để đặt cọc đối với những máy dưới 5 triệu, 100.000 đối với những máy trên 5 triệu và dưới 10 triệu, 200.000 đối với những máy trên 10 triệu. Và kể từ ngày hôm nay nó cũng gần Tết âm lịch rồi nên Nhật Nam sẽ mặc định là ship nhanh luôn nha. Ship nhanh có nghĩa là nó sẽ phải từ 3 đến 4 ngày các bạn nhận được hàng. Từ 3 đến 4 ngày vì là cái dịp Tết này nó rất là nhiều tồn hàng ở Viettel. Cái này sự chậm trễ này là do bên nhà chuyển phát Viettel quá tải chứ không phải do bên Nhật Nam. Các bạn cũng lưu ý một điều rằng là ngay sau khi các bạn đặt cọc và gửi họ tên địa chỉ, Nhật Nam đã chốt đơn hàng cho các bạn và gửi đi luôn trong chiều hôm đó nếu như các bạn đặt vào buổi sáng. Và các bạn đặt vào buổi chiều hoặc là buổi tối thì sẽ đi vào chiều ngày hôm sau. Các bạn lưu ý như vậy nha. Và các bạn không cần phải gọi điện hỏi lại cái vấn đề là đã gửi hay chưa. Nhật Nam muốn bán hàng cho các bạn nên là sẽ gửi ngay sau khi các bạn đặt cọc. Đấy, các bạn cứ yên tâm chờ 3 đến 5 ngày các bạn sẽ nhận được hàng. Đó, thì nếu mà chờ đến ngày thứ tư, thứ năm rồi không được thì các bạn hãng alo để nhờ Nhật Nam kiểm tra xem cái bill đó đi đến đâu, sắp sửa phát cho các bạn chưa hay là như thế nào đó, hay tắc nghẽn ở đâu hay thất lạc ở đâu. Còn mà mới 1-2 ngày các bạn không cần phải gọi để hỏi gửi hay chưa. Nhật Nam làm việc rất nguyên tắc nha. Và khi các bạn đã có cọc rồi là cái máy đó được chốt cho các bạn chứ không bán lung tung người này sang người khác hay nọ thế kia. Đấy. Cho nên là các bạn cứ yên tâm. Và về vấn đề tiền cọc hay thẻ cào thì các bạn cứ yên tâm là không bao giờ mà mất mát gì của các bạn một cái thẻ cào hay là một cái gì cả. Vì đây thật sự đây, cọc, khi mình cọc ấy là để lấy cái niềm tin, để lấy cái chốt cái đơn hàng chứ không phải Nhật Nam là cần phải có cái thẻ cọc của các bạn đây. Nhật Nam cũng cho bạn xem đây là cái số điện thoại Nhật Nam đang sử dụng đây này. Cái tiền điện thoại nó rất là nhiều. Đây, sao 101 thang để mình kiểm tra cái SIM 1 này. Hiện tại trong tài khoản của Nhật Nam còn gần 20 triệu, 19 triệu 923 ngàn đây. Thì các bạn thấy là Nhật Nam sẽ không tham cái chuyện 50 ngàn cái thẻ cào của bạn làm gì để mà không gửi hàng cho các bạn hay nọ kia. Nhật Nam nói ra điều này để cho các bạn tin tưởng thôi và yên tâm hơn khi mình đặt mua hàng. Vì thật sự là Nhật Nam muốn bán sản phẩm chứ không phải là muốn lừa gạt các bạn 50.000, 100.000 cái thẻ cào làm gì cả nhá. Thì cũng mong là các bạn vui vẻ và chấp nhận khi mình mua hàng. Và mua hàng thì các bạn lưu ý Nhật Nam sẽ không bao ship cho bất kỳ một sản phẩm nào, dù cho các bạn có chuyển khoản trước, lưu ý. Và Nhật Nam cũng lưu ý các bạn là không nên chuyển khoản trước. Các bạn chỉ lên đặt cọc, nhận hàng, mình kiểm tra hàng. Để lỡ có bẻ vỡ thì làm sao? Đấy, các bạn cứ phải kiểm tra kỹ, ok, bẻ không bẻ vỡ các bạn mới nhận hàng. Đấy, còn hàng thì sau đó Nhật Nam sẽ bảo hành cho các bạn, là cam kết bảo hành cho các bạn là 3 tháng một đổi một, cũng như là cam kết chỉ bán máy Samsung, Oppo chính hãng thì nó đúng chính hãng rồi, và iPhone quốc tế, máy chưa có thay thế màn hình hay sửa chữa trên men. Đấy, cái đó là cam kết rồi, và uy tín là Nhật Nam luôn luôn là đặt lên hàng đầu, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Thôi bây giờ chúng ta sẽ vào việc. Thì ở đây hôm nay là có được 16 cái máy 6S Plus nha. Các bạn lưu ý 6S Plus tức là cái phiên bản lớn rồi, có Plus là lớn nha. Các bạn đừng nhầm lẫn với lại 6 thường hay là 6S là nó không có Plus, thì là nó là cái phiên bản 4 in 7. Còn đây là 6S Plus, nó có Plus có nghĩa là màn hình 5 in rưỡi và cái size nó lớn đây này. Để dễ hiểu hơn thì so sánh với một cái
iPhone 6 bình thường đi, không có Plus đi, là các bạn thấy nó nhỏ hơn này. Đấy. Đấy, rõ ràng nó nhỏ hơn nhá. Để cho các bạn khỏi bảo là ừ khi đặt hàng về bảo tôi nhầm, tôi lẫn hay là tôi tưởng nó to hay tôi tưởng nó nhỏ đấy, rồi nó nhiều vấn đề lắm. Rất là phức tạp. Thì bạn nào theo dõi kênh mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Nam. Thì đây hôm nay 16 máy nhưng lẻ loi chỉ duy nhất có một máy màu hồng. Thì Nhật Nam được view trước cái ngoại hình máy màu hồng này xem đẹp không? Đây, thì máy là đạt tiêu chuẩn 99% đến keng nha, vì Nhật Nam sẽ không bán máy xấu hơn. Đấy. Những cái máy tầm 98 chắc có lẽ là không bán. Chỉ bán từ 99 cho đến đẹp keng. Đấy là chấp nhận được, có nghĩa là cái sản phẩm Nhật Nam nhìn thấy ưng mắt thì chắc chắn rằng các bạn cũng thấy ưng mắt rồi. Bởi vì Nhật Nam nhìn điện thoại hàng ngày. Nhìn rất là nhiều. Thì cũng cảm ơn các bạn là đầu năm mới vừa rồi các bạn chốt bill rất là nhiều. Mấy ngày hôm nay bán là không kịp thở luôn, không kịp thời gian ấy. Đấy. 6S màu hồng, máy cực kỳ đẹp nha. Thì đấy, xem rồi thì bây giờ mở ra bên trong. Thì có nghĩa là như thế này, có những cái clip Nhật Nam sẽ không view về cái vấn đề như là ở pin bao nhiêu hay là như thế nào. Thì bởi vì nó rất là nhiều máy, nếu mà ngồi mà view hết như vậy thì nó rất là khó, nên Nhật Nam đã cam kết dùng cái uy tín của mình và cái trách nhiệm của mình để cam kết cho các bạn rồi, thì cần gì nữa. Bây giờ mình chỉ xem cái mã máy thôi, xem cái đợt hàng này về cái gì. Còn như mặc định thì pin là Nhật Nam bán cho các bạn với cái giá là bao pin tốt. Bao pin tốt là sao? Thì giải thích vấn đề này một tí cho các bạn dễ hiểu này. Bao pin tốt có nghĩa nếu pin zin còn ngon, còn đảm bảo để các bạn sử dụng ok bình thường. Đấy, thì Nhật Nam mới để pin zin giao hàng cho các bạn. Còn nếu như pin zin mà Nhật Nam kiểm tra kiểm định thấy kém rồi, Nhật Nam sẽ tự động thay luôn cho bạn, là giá bán đó là giá bao pin. Đó, các bạn lưu ý nha. Có nghĩa là các bạn bỏ ra số tiền như thế là các bạn được mua một cái máy sử dụng bình thường kể cả pin. Nếu như pin có vấn đề, các bạn có quyền khiếu nại để mình đổi máy hoặc là mình bảo hành gì đó. Thì các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó. Và thêm một điều nữa, có một số bạn thì nhìn thấy những cái tem như thế này thì bảo là ghét nhất là những cái máy dán chằng chịt tem. Thì cũng thưa luôn cho các bạn rõ là đây, khi một cái sản phẩm Nhật Nam view lên như thế này là mới về hàng, mình để những cái tem như thế này để mình biết mình lấy của ông A, ông B, ông C, ông D gì đó thôi. Nhưng khi bán là cho các bạn Nhật Nam đã kiểm tra cái máy và sẽ làm sạch sẽ như thế này đây, như cái máy trắng bên tay phải đây. Đấy, và dán cái tem của Nhật Nam nhỏ như thế này thôi, rất là đẹp nhá, rất là lịch sự. Và mặt trước là có dán cường lực này, đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy là một cái sản phẩm thành phẩm khi bán cho các bạn. Nên các bạn không cần phải lo lắng gì vấn đề cái tem dán chằng chịt như này cả. Các bạn chốt máy nào Nhật Nam tí nữa sẽ lột ra cái này, nó cái tem thôi, lột ra chùi sạch sẽ đi rồi mới giao cho các bạn, chứ có phải là để như vậy để về cho các bạn rồi không được lột cái tem ra không, thì làm sao mà đi dán cường lực đúng không? Nhưng mà ở đây là Nhật Nam bán đã lột sẵn và dán sẵn cho các bạn rồi, làm sạch sẽ đẹp đẽ, tặng kèm theo tai nghe cũng như là sạc, rồi dán cường lực ốp dẻo nhá. Thì các bạn cũng lưu ý thêm là trong cái lúc Nhật Nam mà quay clip là Nhật Nam sẽ không nghe máy của bạn nào cả. Bạn nào vô tình mà gọi ngay cái lúc Nhật Nam không nghe máy, các bạn gọi hai cuộc thôi. Không được thì các bạn vui lòng để lại một cái tin nhắn cho Nhật Nam, ngay sau khi quay xong Nhật Nam sẽ nhắn tin hoặc gọi lại cho các bạn nhé, để kịp thời mình mua máy, vì nay cuối năm rồi. Các bạn tránh mất thời gian khi khi mua hàng là các bạn cố gắng theo dõi kỹ những cái clip của Nhật Nam này, rồi ưng máy nào mình đặt hàng thôi. Chứ thật sự ra ở cái thời điểm này mà các bạn gọi cho Nhật Nam mà hỏi nhiều quá, Nhật Nam không có thời gian tư vấn kỹ cho các bạn, thành ra lại đôi bên lại mất lòng nhau, thì đó, tránh cái vấn đề đó. Nên các bạn cố dành chút thời gian theo dõi cho thật kỹ rồi trước khi mình mua. Đây thì máy này mã Mỹ này, máy màu hồng này, và Nhật Nam không để các bạn chờ lâu là báo giá luôn. Đấy, báo giá luôn là màu hồng này, màu trắng này, với lại màu xám đen này. Màu trắng này là màu silver đó, màu bạc đó. Màu xám đen là màu ray, màu hồng này là màu rô, còn cái màu vàng này là màu gold nha. Đó, thì hôm nay là cái màu vàng thì luôn luôn giá cao hơn rồi, giá bán bao pin là màu vàng là 4 triệu 2 và ba cái màu còn lại là 4 triệu 1, giá rẻ sấp mặt cho một cái sản phẩm mà gọi là đẹp. Cái này Nhật Nam thấy tương đối là keng. Đấy. Còn các bạn muốn cho bao nhiêu phần trăm, muốn cho mấy điểm thì tự các bạn đánh giá nhé. Đó. Còn Nhật Nam bán ra thì cứ bao đổi 3 tháng, trách nhiệm uy tín hay không nó nằm ở chỗ đó. Đấy, màu hồng có một máy thôi, và Nhật Nam sẽ view những cái máy màu xám này xem nó đẹp không. Đấy, cho các bạn xem cho mãn nhãn đi rồi mình hãng mua. Đấy.
Các bạn phải thật sự mãn nhãn, các bạn thật sự ưng ý và yên tâm thì các bạn hãng mua. Đấy, bạn nào chưa yên tâm lắm mình theo dõi thêm một thời gian nữa. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Nam nha. Và thấy ok thì các bạn chia sẻ video đến mọi người, đến nhiều người biết hơn để mua hàng tại shop Nhật Nam để ủng hộ Nhật Nam. Thì rất là cảm ơn các bạn đã vẫn luôn tin tưởng. Đấy, cái này bỏ ra thử, quên cái khay sim đâu chưa gắn, nhưng chuyện đó không sao cả. Một chốc nữa sẽ gắn vào sau. Đấy. Cái này cũng thế. Nhưng mà bạn thấy vỏ rất là đẹp này. Và vỏ zin nha các bạn. Đấy, các bạn thấy là có những cái bóng mờ giữa hai màu này khi người ta sử dụng cái ốp là chắc chắn là zin rồi mới kiểu như vậy. Giống như mình ấy, Nhật Nam ví dụ nhiều lần ấy, người mặc áo dài tay với ngắn tay đấy thì cái khúc nào mà lòi ra nắng là bắt đầu nó đen trong nó trắng. Đấy. Thực ra nó cũng không có gì cả. Tiền nào thì của đó. Nhật Nam chi ra một cái khoản tiền nó xứng đáng cho một cái máy zin để bán cho khách hàng thì đương nhiên là những cái máy Nhật Nam nhập nó phải đẹp rồi. Đơn giản thôi, đi mua vài cái quả cam, còn có quả to quả bé giá nó cũng khác nhau, quả đẹp quả xấu. Đấy các bạn nhìn những cái chân tai nghe, những cái chân sạc máy quá ưng ý luôn đó các bạn. Không biết các bạn ưng ý chưa, chứ Nhật Nam là một người làm nghề cũng gần 20 năm nay, nhìn những cái sản phẩm mình bán ra là thật sự cũng không thể nào mà không ưng ý cả. Đấy, ngẫu nhiên kiểm tra một máy đi xem nó là mã gì nhá. Thì các bạn lưu ý là Nhật Nam sẽ không bao giờ bán cái mã CH, là cái mã Trung Quốc đó. Còn ngoài ra những cái mã của những thị trường nổi tiếng châu Âu thì Nhật Nam bán nha, không nhất thiết là phải Mỹ đâu nha các bạn. Còn bạn nào buộc phải mình phải cần máy Mỹ thì khi đặt hàng các bạn nói rõ với Nhật Nam như vậy. Đôi khi có nhầm lẫn, các bạn có thể từ chối không nhận và để lấy một sản phẩm khác, đó cũng là chuyện bình thường. Đấy, này bẩn quá, Nhật Nam chùi đi một tí. Thì đây, xem có mã gì. Nó cũng là mã Mỹ thôi, thì cái đợt hàng này là mã Mỹ hết. Đó. Muốn Mỹ thì có Mỹ thôi. Kiểm tra thử viên pin coi như dạng này có ok không hay là phải thay. Thì đã nói bao pin không kiểm tra rồi, nhưng mà kiểm tra chơi vui thôi. Thấy con này tới 98% luôn này. Đấy. Không có nghĩa là không view là không có pin đẹp. Còn một số bạn ý kiến bảo sao không khui ra cái bên trong. Khui ra bên trong thì nhìn như thế này. Rồi đến lúc về các bạn cũng có khui ra được đâu mà các bạn kiểm chứng. Nên là cái tốt nhất là cái đảm bảo bằng cái uy tín, cái thương hiệu của cửa hàng là bảo hành đổi một cho các bạn. Thực ra cái vấn đề đấy là cần nhất. Nếu như đổi lại cho các bạn kiểm tra các kiểu nhưng mua không bảo hành thì các bạn cũng vẫn sẽ thiệt hơn. Đấy. Bởi vì khả năng kiểm tra của các bạn thì khả năng của các bạn nó cũng có giới hạn thôi. Còn nếu mà khả năng của các bạn mà cao thì chắc là các bạn cũng là những người bán hàng điện thoại rồi. Đấy, cứ trắng phớ một điều ra như vậy đi. Đấy, cực kỳ là đẹp nhá. Và xin nhắc lại đây là 6S Plus phiên bản 16GB. Có màn hình là 5 inch rưỡi nha, màn hình 5 inch rưỡi, xin lỗi các bạn. 5 inch rưỡi tức là màn size lớn đấy. Và mã Mỹ. Máy bán bao pin là có giá là 4,1 triệu với cái màu ray này. Chỉ duy nhất màu vàng là mắc hơn 100 ngàn là 4,2 triệu nha, máy bán bao pin. Bao pin là sao? Có nghĩa là pin ngon rồi thì thôi không thay để pin zin. Mà pin zin không ngon Nhật Nam tự động thay cho các bạn. Nhật Nam là người chịu trách nhiệm những cái vấn đề đó. Nên các bạn khi đặt mua hàng không đặt ra tiêu chuẩn, ừ anh phải gửi cho tôi cái máy pin zin là không, Nhật Nam sẽ không nhận những cái đơn hàng dạng như thế. Nhớ cái pin zin mà lựa hết cả cái đống này, nó toàn có còn lại toàn cái pin nó hỏng rồi phải thay chứ làm sao. Để nhận của các bạn thì có phải mệt không. Và không có nghĩa là các bạn bảo ừ, các bạn chỉ yêu cầu là ừ gửi cho tôi một cái máy ngon, đúng như ngoại hình anh mô tả, đúng máy zin pin tốt, ok Nhật Nam cam kết ngay. Còn mà đòi bảo gửi cho đúng cái pin zin thì chắc là Nhật Nam sẽ không nhận. Các bạn đừng buồn nhé. Vì những cái máy này toàn sản xuất 4 năm rồi.
nhận như thế nó cực lắm rồi, đến lúc rồi mình đưa cái đơn hàng qua cái bộ phận nó bốc hàng đưa cho các bạn, nó vô tình nó bốc ngay vào cái bin thay về, rồi các bạn lại nhảy đành đạch lên, phải mất công không, đâu phải một người làm đâu, một mình Nhật Nam không thể làm được một như thế này. Các bạn biết cái lượng hàng Nhật Nam bán ra thì các bạn biết rồi đấy, nhìn hàng về thôi là biết bán hàng bán ra rồi, chứ đâu có mua để về để sử tự sử dụng được hết đâu. Đấy, đây là màu màu trắng bạc hay là còn gọi là màu silver. Đấy, màu này thì mặt trước màn hình màu trắng, mặt sau màu bạc trắng. Đấy, 6S Plus 16 GB giá 4 triệu mốt cái màu bạc trắng này nha. Có 5 máy. Tha hồ đặt hàng. Và những máy này là giá 4 triệu mấy thì các bạn vui lòng chỉ cọc 50.000. Các bạn lưu ý không cọc hơn nha, không nên đi mua cái thẻ 100 để cọc cho cái máy dưới 5 triệu. Nhật Nam cũng không thích điều đấy. Chứ không phải là cọc nhiều là thích đâu nhé. Đấy, máy cực kỳ đẹp, đảm bảo tiêu chuẩn 99% đến keng nhé. Giá bán 4 triệu mốt, 6S Plus. Giá này tội gì đi mua xài 6 Plus nữa các bạn. Nói thật luôn, 6 Plus chứ nó cũng đã bán 3 triệu mấy rồi. Máy 6 Plus bệnh thế mồ. Chuyên gia lỗi cảm ứng với lại lỗi wifi ạ. Mua về rước của nợ, khác gì rước của nợ về nên Nhật Nam không bán là như vậy đấy. Đấy, 4 triệu mốt. Bao cả pin ngon. Đi thay quả pin giờ cũng phải 300 nghìn. Bao luôn rồi, các bạn thấy đỡ được 300 nghìn chưa? Nên là đừng tính già hóa non nhá. Có nhiều bạn thì tính kỹ lắm, tính xong hồi tính già hóa non là như vậy đấy. Mua xong về, mua rẻ được 100.000. Thấy bên kia bán 4 triệu vội vội vàng vàng thôi, từ chối không thèm nhận cục hàng bên này nữa. Mua của bên kia 4 4 triệu chấp nhận bỏ cọc bên này 50.000. Thế là mình lãi được 50.000 rồi, mình thông minh quá. Nhưng mà thực ra là tí nữa về cái máy đấy yếu cục pin, nó không bảo hành cho cục pin, thế là đi ngậm ngùi vác 300 đi thay. Thế thì thật ra là lãi được 50.000 hay là lỗ 250. Cái quan trọng là cái trách nhiệm, cái uy tín bảo hành và cái chế độ về sau, chứ không phải mua mua thì dễ lắm và nói suông thì dễ lắm, nhưng cái trách nhiệm được đến đâu. Với lại thời gian gần đây có nhiều bạn gọi điện cho Nhật Nam cứ hỏi bảo thế máy có tốt không, thì xin trả lời chung cho các bạn như thế này: 100 thằng bán hàng thì nó đều bảo sản phẩm của nó tốt cả, không nhẽ Nhật Nam bảo không, máy của em đẻo lắm. Đấy, thì nó lại khó nghe lắm. Nên là các bạn lược bớt những cái câu hỏi mà kiểu như nó chỉ số IQ nó thấp đi, cho nó nhanh gọn lẹ, đỡ mất lòng nhau. Cũng giống như mình thôi, nếu mà có xấu lắm thì soi gương cũng chải chuốt của khen mình đẹp, ai mà tự đi chê mình. Cái này là chia sẻ chân thật thôi, nên là nhiều bạn đôi khi là thôi thì cảm thấy có hơi khó nghe thì cũng bỏ qua. Vì thực tế, cái thực tế nó là như vậy mà. Chả ai mà bán sản phẩm lại chê đồ của mình xấu mà. Nên là hỏi hỏi người bán hàng mà sản phẩm ta có tốt hay không thì bằng hỏi đầu gối. Đấy, 6S Plus màu silver có 5 máy view hết cho bạn xem nhá, để các bạn dễ lựa chọn, giá 4 triệu mốt nha. Đấy, giá thì báo liên tục đấy mà vẫn nhiều bạn comment hỏi giá. Chắc là bạn không xem. Nếu mà bạn nào không xem thì thôi cũng không cần thiết phải mua, bởi vì sản phẩm mình muốn mua mình phải xem cho cặn kẽ vào chứ, mình mới yên tâm, mình mới tin tưởng, mình mới mua được chứ. Đấy, 5 máy đều đẹp cả năm nhá, và có giá bán là 4 triệu mốt một máy, bao pin ngon. Và tặng đầy đủ phụ kiện nhá. Đầy đủ đây là cái gì? Dán cường lực này, ốp dẻo này, sạc này, tai nghe này. Đấy. Và chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng phần cứng, phần mềm vĩnh viễn. Chuyển qua phiên bản màu vàng này, 6S Plus màu vàng, màn hình 5 inch rưỡi này. Đấy, máy có ngoại hình từ 99 đến đẹp keng này. Và giá bán của ngày hôm nay nè, 4 triệu 2 này, màu vàng 4 triệu 2 nha, các bạn lưu ý. Giá này là đã bao pin, tức là bao pin xài ngon. Pin nào kém Nhật Nam tự động auto thay cho các bạn luôn. Và chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng nếu có lỗi nhà sản xuất.
6S Plus đấy, màu vàng. Màu vàng mắc hơn trăm nha, cái gì nó cũng có giá của nó hết. Các bạn không cần điện hỏi vào tại sao màu vàng lại đắt hơn. Câu đấy là câu hỏi khó không trả lời được. Thì bạn có thể mua màu khác mà không cần phải hỏi. Lúc đấy mình tẩy chay luôn, mình không thèm mua màu vàng nữa, mình mua màu trắng, mình mua màu xám đen, mình mua màu hồng, mình sai. Việc gì phải hỏi chứ, tốn 2.000 điện thoại, gọi 2 lần như thế mất gói xôi. Và các bạn cũng lưu ý, Nhật Nam báo giá đây là báo giá bán, không có cái loại giá nào khác nữa. Chứ không phải giá đậu xanh, giá đậu đen, giá đậu lành. Nhiều bạn gọi hỏi về, em ơi iPhone 6S Plus bao nhiêu? Bảo dạ 4 triệu mốt và 4 triệu 2 anh ơi. Nói chuyện đã một hồi, thế em ơi giá chuẩn bán là bao nhiêu em ơi? Thế từ nãy giờ chắc nói đùa với nhau. Thế thì khác là thừa tiền điện thoại gọi để nói đùa với nhau, với thừa thời gian. Thời gian là tiền, là bạc. Nhật Nam rất quý thời gian. 1 phút có thể chốt được 3 đơn hàng, đâu mà mất 5 phút chưa chốt được đơn hàng nữa thì thời gian đâu mà làm việc khác nữa, lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Làm như cái máy luôn còn chưa kịp đấy các bạn ạ. Ngày hôm qua khách chốt gần 40 đơn. Độc cái thời gian mà đi ngồi ở Viettel để cho người ta kiểm hàng, người ta đóng vào thùng không các bạn, hết mấy tiếng rồi. Hai người hết mấy tiếng ở đó là các bạn biết công, biết bỏ công sức ra biết bao nhiêu. Chưa kể là trước khi gửi hàng đi là phải kiểm tra cái máy cho các bạn này. Đấy. Thì đấy, ở đây là view, view hết cả 5 máy cho các bạn nhé. Xem có cái nào xấu còn bỏ ra. Khỏi phải bán nữa, bán mất công về không nhận. Đấy. Các bạn khi mua sản phẩm thì cứ nhớ rằng một câu rằng của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của không ngon, chắc chắn là mua được đồ ngon. Không bao giờ mua phải đồ dởm. Đâu mà thấy trên mạng bây giờ nhiều cái web bán Samsung Note 9 3 triệu mấy. Ui thế thì cái hàng công, nếu mà cái hàng đấy mà xài ngon thì cái hàng công ty người ta vứt đi hết. Chả có ai phải xài A10, A20, A30 làm gì cả. Cứ đi mua Note 9 về mà xài cho sung sướng cuộc đời. Nghe cái giá thôi là biết là lừa đảo rồi. Thế mà vẫn nhiều bạn đặt hàng hí hửng mang ra tiệm nhờ kiểm tra hộ. Cần gì phải kiểm tra, hỏi cái giá thôi là đủ biết là hàng đẻo rồi. Đấy, 6S Plus màu vàng 16GB, 6S Plus màu vàng phiên bản 16GB có màn hình 5 inch rưỡi nha, giá bán 4 triệu 2 và ba màu kia là màu gì? Màu bạc, màu xám đen và màu hồng, là giá 4 triệu mốt nha. Giá này bao pin và tặng kèm đầy đủ phụ kiện bao gồm là dán cường lực này, ốp lưng này, sạc tai nghe này và chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại shop Nhật Nam. Đấy, có lỗi nhà sản xuất là đổi. Đó. Chứ không phải các bạn đừng hiểu nhầm sang chuyện là không ưng ý đổi nha. Xài thời gian bảo bữa nay tôi xài không quen, tôi thích đổi sang cái khác, cái đó đổi cái đó bạn chịu lỗ đó. Vẫn đổi nhưng mà các bạn phải chịu lỗ, Nhật Nam không chịu trách nhiệm trong vấn đề đó vì lỗi không phải tại Nhật Nam. Còn những cái nào lỗi thuộc về nhà sản xuất, lỗi kỹ thuật Nhật Nam sẽ đổi cho các bạn hết. Thì đấy. Với lại ở đây này. Hôm nay thì tôi còn một con này 64GB màu bạc, cái đợt hàng sau ngày mai mới về, còn cái đợt hàng này thì thực tế con này các bạn thấy dán tem của Nhật Nam rồi này, làm sạch sẽ, dán cường lực rồi này. Thì cái này là có một anh khách đặt rồi nhưng mà lại cá chê. Không cả xem, không cả khui cái hộp máy đến, không thèm nhận. Tắt điện thoại không nghe máy luôn. Chắc là trường hợp này thì cá biệt. Nên là thôi, bây giờ đã hoàn về đây rồi thì Nhật Nam view bán tiếp và có một máy thôi. Bản này 64GB. Đấy, đẹp long lanh luôn, tươi xanh như nồi canh luôn mà không cả xem hàng nữa. Thế thì đặt làm gì, phí cái thẻ 50.000 anh ạ. Đấy. Để dành thẻ nạp vào Tết nhất đến gọi chúc Tết bạn bè người thân có ý nghĩa hơn là đặt hàng ở đây rồi không không xem, không cả xem hàng. Khuyến cáo các bạn như thế, trước khi làm một việc gì thì đắn đo suy nghĩ. Đấy, rồi mình xem cho kỹ đi rồi mua. 64GB mã Mỹ đây, màu màu bạc nha. Hôm nay bán cho các bạn 5 triệu, đấy còn máy thôi. Đấy thì các bạn nhớ là đăng ký kênh, chia sẻ video đến mọi người và like video để ủng hộ Nhật Nam nhé các bạn. Bạn nào muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại
0979782366 hoặc là số 0367709123. Nếu gọi hai cuộc mà không thấy Nhật Nam bắt máy, các bạn vui lòng gửi tin nhắn đặt hàng cũng được, hoặc là hỏi máy đó còn hay không trước khi quyết định mình đặt hàng tại shop Nhật Nam nhé các bạn. Đó, thì cũng mong các bạn thông cảm nếu như Nhật Nam không nghe được hết tất cả các cuộc gọi của khách hàng. Rất mong các bạn luôn thông cảm và luôn yêu mến, ủng hộ Di động Nhật Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.